Chào Nam Cô Thủ. Hôm nay em sẽ làm clip giới thiệu tổng quát về tất cả các giá cả mẫu lục bên em. Thì hiện tại em quên bỏ cái lục cánh bướm ra thì thôi em giới thiệu trước bốn cái, tức là bốn chất liệu, bốn giá cả khác nhau. Thì trước hết em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em Cô Thủ trên toàn quốc quan tâm tin tưởng sử dụng lục cu cô gái Tân Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Rất vui khi được kết bạn làm quen đến anh em Cô Thủ, anh chị em cộng đồng YouTube trên toàn quốc qua Zalo 0947 252 874. Để không phí thời gian của anh em vô luôn cái vấn đề chính hôm nay, đó là giới thiệu giá cả chất liệu cho anh em tham khảo. Đây, cái lục đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là cái lục khung inox nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt, tức là cái trụ này bằng inox móc bằng sắt nha anh em. Còn khung inox nan thép mạ đồng, tức là cái khung lục lớn nè, cái khung lớn này á, là bằng inox hoàn toàn, khung lớn là bằng inox hết. Cái nan thép mạ đồng, tức là cái nan nó màu đỏ đỏ giống đồng á, nó cũng giống lưỡng kim, lát nữa em sẽ giới thiệu về thép lưỡng kim luôn, nhưng mà nó là thép mạ đồng nha anh em. Cái này là 700.000 bao ship như hình, 700.000 bao ship như hình, tức là gồm có lá cống đầy đủ như hình. Còn nữa, nhiều anh em hỏi em có xếp cái mạch lục được không, thì rất câu hỏi nhiều anh em hỏi cũng kỳ lắm. Cái này không xếp được thì sao anh em xách đi đánh. Cái cầu tử này là cầu 40 cm, thì cầu tử bên em làm là từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship. Cái lục này nó cũng y chang về cái lục bên này, tức là cũng là khung inox nan thép mạ đồng, nhưng mà nó là trụ móc tỷ đồng nha anh em. Đây, trụ móc tỷ đồng này 900.000 bao ship, tức là cái lục này với cái lục này là cùng một chất liệu như nhau, chỉ khác nhau cái trụ móc phía trên, mà khác nhau cái trụ móc phía trên này là trụ inox móc sắt này là 200.000, nên cái lục này có giá là 900.000 bao ship. Cái lục thứ ba đó là lục inox nguyên cái trụ móc tự đồng, inox nguyên cái trụ móc tự đồng 1 triệu bao ship. Như cái lục này là 1 triệu bao ship nha anh em. Thì inox nguyên cái là sao, tức là không inox, nan nhỏ này cũng inox luôn, cái nào cũng bằng inox hết, thì là 1 triệu bao ship. Thì anh em muốn tham khảo kỹ hơn, nhìn kỹ hơn thì cứ lên YouTube, vô Zalo của em sẽ giới thiệu cho anh em. Đây là cầu tử 35 nha anh em, ba cái này cầu tử 35 hết. Cái này là lục khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc tay đồng. Đây, giờ em mới nói đến thép lưỡng kim, tức là cái thép lưỡng kim là cái thép đỏ đỏ cũng giống như đồng vậy, giống như thép mạ đồng vậy, nhưng mà nó là thép lưỡng kim. 1,2 triệu bao ship, gồm có lá cống đầy đủ như hình nha anh em. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Cảm ơn anh em Cô Thủ, anh chị em cộng đồng YouTube bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em Cô Thủ, anh chị em cộng đồng YouTube buổi sáng an lành hạnh phúc.